Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự tin nóng 24 giờ. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Vụ ba mỏ cát gần 1.700 tỷ, không đánh giá được việc trả giá cao vì mục đích gì? Kính thưa quý vị, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nói như vậy về việc ba mỏ cát được đấu giá thâu đêm và được trả cao bất thường. Gần 1.700 tỷ đồng vừa được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát và báo cáo. Liên quan vụ thâu đêm đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với mức giá cao ngất ngưởng gần 1.700 tỷ, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Quân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xung quanh quá trình tiến hành đấu giá ba mỏ cát làm nóng dư luận thời gian qua. Đánh giá trữ lượng cát tiến hành ra sao? Về việc các mỏ cát đấu giá được chốt gấp hàng trăm lần so với giá khởi điểm, ông Quân cho biết hiện nay nhiều người lấy số tiền chúng đấu giá chia cho trữ lượng để tính ra bao nhiêu tiền một mét khối. Tuy nhiên, ông Quân cho rằng có thể doanh nghiệp có nhiều bài toán để tính. Ví dụ như một doanh nghiệp khi mua nhà đất, họ không để giao dịch mà chỉ để làm tài sản thế chấp. Bây giờ xã hội phong phú lắm nên doanh nghiệp họ có thể có nhiều lý do khi trả giá cao như vậy. Tại sao người ta trả cao? Nói thật là chúng tôi không thể kiểm soát được. Đấy là quyền của nhà đầu tư. Việc này không vi phạm pháp luật nên sở không có quyền điều chỉnh. Trước câu hỏi quy trình các bước đánh giá trữ lượng của ba mỏ cát trên được thực hiện như thế nào, vị này cho biết thành phố Hà Nội đã xây dựng một đề án thẩm định. Khi xây dựng xong đề án đánh giá trữ lượng, Hà Nội sẽ có một hội đồng thẩm định gồm rất nhiều nhà khoa học, chuyên gia để thẩm định. Sau đó khi có kết quả thẩm định trữ lượng thì hội đồng sẽ báo cáo lên thành phố. Tiếp đến, Hà Nội sẽ họp liên ngành để giám sát và đánh giá kết quả của hội đồng có chính xác trữ lượng lớn hay không. Nếu như không có bất thường gì, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ phê duyệt kết quả trữ lượng mà hội đồng đã thẩm định. Từ kết quả trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ lấy căn cứ để tiến hành đấu giá. Được biết, ba mỏ cát trên đã được thẩm định trữ lượng để đấu giá từ năm 2019, nhưng vì dịch COVID-19 nên nay mới tiến hành đấu giá. Hà Nội lấy trữ lượng đã đánh giá từ năm 2019 để đánh giá là bởi theo quy định về quy hoạch khoáng sản thì 10 năm không phải thẩm định lại trữ lượng vẫn sử dụng con số đó. Không tin trữ lượng cát thực tế nhiều hơn đã công bố. Trước câu hỏi liệu có hay không việc trữ lượng thực tế của ba mỏ cát vừa đấu giá lớn hơn nhiều so với trữ lượng công bố, ông Quân nói không tin có việc này bởi không có chuyện trữ lượng thật lớn hơn hàng trăm lần trữ lượng đã công bố. Nếu như nói giấu trữ lượng vì giá tăng cao hàng trăm lần thì lượng cát cũng phải tăng hàng trăm lần so với số liệu công bố. Nếu như khối lượng cát tăng hàng trăm lần thì sẽ thấy được ngay, khúc sông sẽ ngổn ngộn cát. Nhưng trước khi đấu giá thì chúng tôi có ra kiểm tra thực tế ở mỏ, bằng mắt thường không thấy thay đổi trữ lượng so với thời điểm đánh giá năm 2019 thì tôi khẳng định không có cơ sở để nói việc giấu trữ lượng. Còn tại sao doanh nghiệp họ trả giá cao thì đúng là không thể lý giải được. Các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chúng đấu giá thế nào? Về tiến độ thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp chúng đấu giá ba mỏ cát gần 1.700 tỷ đồng, ông Quân cho biết sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt kết quả đấu giá, Cục Thuế thành phố sẽ thông báo số tiền phải nộp cho các doanh nghiệp đã chúng đấu giá. Với ba mỏ cát này thì các đơn vị chúng đấu giá đều phải nộp tối thiểu 50 tỷ trước khi được cấp phép khai thác và phải nộp trong vòng 12 tháng từ khi chúng đấu giá. Số tiền còn lại sẽ phải nộp hàng năm theo phương án khai thác, kế hoạch khai thác và phải nộp đủ trong vòng không quá 5 năm. Bài toán phong sát những nghệ sĩ ứng xử lệch chuẩn. Thưa quý vị, thời gian qua, hàng loạt nghệ sĩ bị cơ quan chức năng xử lý về những hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, vi phạm quy định của pháp luật. Vừa qua, MC Cát Tường phải đăng đàn xin lỗi công chúng bởi quảng cáo trên trời. Sự việc diễn ra chưa lâu, mạng xã hội lại lan tràn hình ảnh người mẫu Ngọc Trinh ưỡn ẻo khoe thân đầy phản cảm trên những chiếc xe máy phân khối lớn, bất chấp quy định của luật giao thông đường bộ. Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với người mẫu Ngọc Trinh về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong khi vụ việc diễn viên Ngọc Trinh chưa hết ồn ào, ngày 21 tháng 10, tài khoản đặt tên một hãng xe đăng tải đoạn clip trên YouTube có hình ảnh nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp biểu diễn chồng đầu khi đang lái xe. Ngày 22 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phải vào cuộc xác minh làm rõ mục đích, động cơ, quá trình thực hiện video chồng đầu khi chạy xe máy của hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp. Điều khiến dư luận đang hết sức quan tâm không chỉ đối với các vụ việc liên quan đến giới nghệ sĩ thời gian gần đây, mà trong nhiều năm qua cũng từng chứng kiến không ít vụ nghệ sĩ gây scandal vì quảng cáo thông tin sai sự thật.
Tuy nhiên, trong hầu hết các vụ việc scandal liên quan đến giới nghệ sĩ hiện nay đều chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính với số tiền phạt chưa tương xứng, khiến tính răn đe chung chưa cao. Điều này dẫn đến tình trạng số nghệ sĩ ứng xử lệch chuẩn ấy vẫn điềm nhiên làm nghề, thậm chí còn dẫn tới tình trạng người này nhìn vào để học người kia, thế hệ nghệ sĩ sau nhìn vào học hỏi và làm nhiều chiêu trò thiếu chuẩn mực hơn người đi trước. Theo chuyên gia truyền thống Nguyễn Ngọc Long, điều đáng tiếc là họ được đám đông tung hô những danh hiệu do họ tự phong như Nam Vương, Nữ Hoàng, Ông Vua, Bà Chúa, cùng với những đặc quyền đặc lợi có được từ sự nổi tiếng, nhiều khi khiến người trong cuộc cho rằng mình thực sự là thượng đẳng và pháp luật không thể hoặc không muốn đụng tới. Lời cảnh tỉnh, sự việc Ngọc Trinh bị khởi tố bắt giam là sự cảnh tỉnh cho các nghệ sĩ khác. Mặt khác, theo Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Danh Hoàng Việt, Bộ sẽ xem xét cụ thể trường hợp của Ngọc Trinh có thuộc thẩm quyền của Bộ hay không mới có thể đưa Ngọc Trinh vào danh sách đen. Trước đó, tại họp báo quý 3, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp xây dựng quy trình xử lý như hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo đối với nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng, KOLs, vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục. Theo đó, những nghệ sĩ, người có ảnh hưởng vi phạm bộ quy tắc ứng xử cho người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, không trung thực trong quảng cáo, cung cấp sai thông tin tới công chúng, thì ngoài xử lý theo quy định pháp luật, hai bộ đưa vào diện xem xét kiểm soát hạn chế hình ảnh, hoạt động. Quy trình xử lý sẽ là Bộ Thông tin và Truyền thông lập một danh sách nghệ sĩ vi phạm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dựa trên danh sách này và mức độ vi phạm chuẩn mực đạo đức, vi phạm quy định trong bộ quy tắc ứng xử dành cho người hoạt động nghệ thuật, sẽ có hình thức thông tin phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan báo chí, truyền hình để kiểm soát sự hiện diện của những nghệ sĩ này, từ sự xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng đến các hoạt động xã hội. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành bộ quy tắc ứng xử, trong đó có nội dung liên quan đến các hoạt động nghề nghiệp, hoạt động với công tác xã hội, hoạt động với đồng nghiệp và hoạt động trên cơ sở của báo chí, truyền thông. Những nghệ sĩ vi phạm quy tắc này tuy mức độ sẽ bị xử lý. Trước đây, chưa có nhiều tiền lệ xử lý những trường hợp vi phạm nên nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng có thái độ chủ quan, coi thường việc nâng cao nhận thức. Do vậy, theo các chuyên gia, đây có thể xem là thời điểm bản lề cho những thay đổi rõ hơn về ý thức và nhận thức của nghệ sĩ. Mặt khác, từ các vụ việc gần đây liên quan đến nghệ sĩ được cơ quan chức năng xử lý nghiêm, không có vùng cấm là bài học cảnh tỉnh đắt giá, đồng thời cũng thể hiện tính răn đe, nghiêm khắc trong việc xử lý các hành vi ứng xử lệch chuẩn của một bộ phận nghệ sĩ người nổi tiếng. Lập danh sách đen nghệ sĩ vi phạm, muộn còn hơn không. Thực tế, việc xây dựng danh sách đen với nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật không mới là điều nhiều quốc gia đã thực hiện. Tiến sĩ Cao Ngọc chia sẻ, ở nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc có những chế tài khá mạnh với những hành vi quảng cáo sai sự thật như phạt hành chính rất nặng, cấm tham gia quảng cáo. Nhật Bản cũng yêu cầu nghệ sĩ khi quảng cáo phải có trách nhiệm cung cấp thông tin khách quan. Còn theo các chuyên gia, cơ quan có thẩm quyền cần bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho một đầu mối quản lý và kiểm tra để giám sát và đánh giá các quảng cáo từ nghệ sĩ hoặc người nổi tiếng. Nhà nước cũng cần có hình phạt nghiêm khắc và khoản bồi thường phù hợp cho những người vi phạm quy định về quảng cáo. Đó có thể là phạt tiền cao, cấm hoạt động quảng cáo hay thu hồi các lợi ích kinh tế, thậm chí là đình chỉ hoạt động nghệ sĩ hoặc quảng cáo của nghệ sĩ. Đồng thời, với các biện pháp trên, cần tăng cường tư vấn và giáo dục cho nghệ sĩ và người nổi tiếng về đạo đức quảng cáo, trách nhiệm của họ khi phát ngôn ứng xử trước công chúng. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.